Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Hôm nay sẽ là cuộc tranh tài giữa đội Du Xuân Ca, là nhóm bạn trẻ tự tin và nhiệt huyết đến từ văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu. Sở thích chung của họ là du lịch và ca hát và cùng nhau uống cà phê vào cuối tuần. Bánh mì ốp la. Đây là mì xào bò ạ. Bánh mì bò kho. Bánh ngọt. Và thưa quý vị, ở phía chiến tuyến bên kia là đội Hoa Nắng công tác tại khách sạn Legend. Hoa Nắng có sở thích duy nhất là ăn kem. Đến với chung sức hôm nay, cả đội quyết tâm nhanh tay lẹ mắt tích tắc trả lời. Chắc cóc. Dưa leo. Và tiết kiệm điện. Giấy. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin chào các bạn. Tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Maritime Bank. Và hôm nay như chúng ta đã được giới thiệu, đây là cuộc thi đấu giữa đội Du Xuân Ca và Hoa Nắng. Hy vọng rằng hai đội sẽ đem đến cho chúng ta những giây phút giải trí thật là vui cùng người thân và gia đình trước màn ảnh nhỏ. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta làm quen với từng đội. Chào đội Hoa Nắng, các bạn hãy trò chuyện và giới thiệu thật rõ về đội của mình cùng khán giả xem nào. Hoa Nắng 2, 3. Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn em mưa nắng xuân gót mềm, nghe em chân vui trên hè phố quen, lòng chợt thấy gió đang khẽ cười, nhìn em vui bước biết đâu người dõi theo. Đội Hoa Nắng xin kính chào anh Tạ Minh Tâm, đội Du Xuân Ca và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chung sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là đội trưởng, tên là Minh Tú. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng bên cạnh tôi là bạn Mỹ Trinh. Thành viên thứ ba là anh chàng đẹp trai mắt hí là bạn Thành Vinh. Và thành viên cuối cùng là một cô gái chân dài của nhóm với nụ cười rất duyên là bạn Thùy Trang. Đội Hoa Nắng có cùng chung sở thích là đi ăn kem và hát karaoke. Đến với cuộc thi ngày hôm nay, đội Hoa Nắng có cùng một tiêu chí là nhanh tay lẹ mắt tích tắc trả lời. Rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho đội Hoa Nắng và đội Du Xuân Ca. Xin thật cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã giới thiệu bằng một cái bài hát hợp ca rất là hay. Chúc các bạn ghi được điểm thật nhiều để bù cho cái công tập bài hát của các bạn. Chúng ta sẽ làm quen với đội Du Xuân Ca. Xin mời quý vị. Chào đội trưởng. Các bạn có hát không? Dạ còn có. Hoa Nắng còn hát và Du Xuân Ca chẳng lẽ không hát? Hát một bài thử nè các bạn. 2, 3. What you are, what you be, what you are, what you be. Chica chica boom boom, chica chica boom boom. Đến chung sức là gặp chúng tôi. We are Du Xuân Ca. Đội Du Xuân Ca xin gửi lời chào thân ái đến nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, các bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả. Sau đây tôi xin được giới thiệu các thành viên trong đội Du Xuân Ca. Người đầu tiên là tôi, đội trưởng Bùi Trần Việt Hưng. Đứng cạnh tôi là cô gái rất duyên dáng, bạn Diệu Hà. Đứng bên cạnh Diệu Hà là bạn nữ rất thông minh, bạn Trần Thị Hoa. Và cuối cùng là ông đồ trẻ với biệt tài viết thư pháp, bạn Văn Tuấn. Sở dĩ chúng tôi đặt tên đội là Du Xuân Ca vì lý do các thành viên trong đội đều có sở thích là du lịch và ca hát. Đến với chương trình chung sức, chúng tôi hy vọng ban tổ chức chương trình sẽ là nhà tài trợ cho chuyến đi du lịch tiếp theo của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả cho hai đội chơi. Các bạn giới thiệu và đề nghị rất là khéo. Các bạn cứ cố gắng lên đi, bởi vì mỗi điểm thưởng trong chương trình của chúng ta là 10.000 đồng và giải thưởng đặc biệt là 10 triệu đồng nữa dành cho các bạn tha hồ du lịch và ca hát. Xin mời đội trưởng, chúng ta bắt đầu để quý vị khán giả đang chờ xem hai đội của các bạn thi đấu như thế nào. Vòng 1 bắt đầu. Mời hai đội trưởng. Vòng 1 có 2 câu hỏi. Các bạn chuẩn bị nghe câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này chúng tôi đã hỏi 100 người và ghi nhận được 7 câu trả lời được nhiều người đồng tình. Số điểm của mỗi đáp án trên bảng chính là số người trả lời các đáp án đó. Món điểm tâm nào thường được bán trong các tiệm cà phê? Đó là món bánh mì ốp la. Bánh mì ốp la có phải không bằng điểm? Mời hai bạn trở về vị trí, đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất.
Diệu Hà, đến lượt bạn, đội trưởng đã giành quyền ưu tiên và bây giờ bạn cố gắng trả lời một đáp án để tiếp tục ghi điểm cho đội mình. Món ăn nào, món điểm tâm nào thường được bán trong tiệm cà phê, ở tiệm cà phê? Theo là mì xào bò ạ. Đó là? Mì xào bò. Mì xào bò. Món điểm tâm nào thường được bán ở các tiệm cà phê, bạn Hoa? Bánh mì bò kho. Bánh mì bò kho. Và món gì nữa bạn Văn Tuấn? Hủ tiếu mì ạ. Món hủ tiếu mì. Và món gì nữa đội trưởng? Món điểm tâm nào thường được bán ở các tiệm cà phê? Mình nghĩ đó là bít tết. Món bít tết. Món gì nữa bạn Diệu Hà? Món điểm tâm thường được bán ở các tiệm cà phê? Món mì ạ. Món mì. Mời đội Hoa Nắng hội ý. Bạn Hoa, món điểm tâm nào thường được bán ở các tiệm cà phê? Theo tôi đó là món phở. Bạn nói là món phở. Tiếp tục nào bạn Tuấn? Theo em thì là món bánh ngọt. Bạn nói? Bánh ngọt. Món bánh ngọt. Đáp án 26, báo điểm cho tôi biết có bánh ngọt không? Mời đội Hoa Nắng. Các bạn đã nghe rõ câu hỏi rồi. Dạ, nghe rõ. Món điểm tâm nào thường được bán ở các tiệm cà phê? Các bạn thường đi ăn sáng ở các tiệm cà phê chứ hả? Đội trưởng nói xem đội của bạn đã chọn đáp án nào.